Cháu đi giặt khăn đấy. Ê, con đem khăn đi giặt đi. Đây hai tay mình vào. Người cần làm thì không làm, người không cần làm thì phát rồi đâu. Hả? Người có đây hai tay mình vào. À, đang khóa rồi hả? Người có đây hai tay mình vào. Nhấc lên. Nhấc lên là đây chưa? Nhấc lên. Nè cháu này, đây này cái tay. Rồi được rồi, lôi ra lao đi. Khỏi cần em giải. Chào bác.
nhấc cao lên đây xuống. Rồi con láo đi. Cháu làm gì trong đó? Nói đừng phạm đó con. Cắt chuối đi. Thank you.